Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay con biết được hoàn cảnh của ông ha. Sống không còn vợ không con nữa, sống đơn độc một mình mà thôi. Nay con đến ở đây con chia sẻ một chút ít yêu thương thì có món quà của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Trao yêu thương, chia sẻ một trong cuộc sống một chút ít tình thương, đó chính là trao tặng cho ông hai 300.000 để ông hai có thể trang trải cuộc sống qua ngày. Con xin hồi hướng công đức lành này cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp. Cầu chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh, hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô chú. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trao tặng 300.000 món quà yêu thương của cô chú cho ông hai.